Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ ăn một dĩa đất, một dĩa ỏi, lại hai chén sốt nước cường với lại muối. Thì mình chấm coi cái nào điểm cao hơn nha. Đây là dĩa ỏi nha, nó ngon thấy ngon không? Thì trên tay mình cầm một miếng xoài đó, thì bây giờ mình sẽ gọi là chấm hai cái muối này rồi tính điểm nha. Thử muối đó rồi thử nước cường. Đây cả một bầu bột luôn. Dạ. Mình dám ăn hết cái đó không? Cái quỳnh nhỏ mà. Cái lượng nhỏ. Ừ. Chưa ăn hết cái đó là từ nay về sau. Mặn mặn. Thôi, mình trang tiếp một cái. 6 trên 10. Để ra cái này á, mình cái sát giữa chua nè. Ngọt ngọt, cay cay. Chua chua mặn mặn. Cái cay 10 trên 10. Muối thì ngon nhất nha các bạn, không có gì ngon bằng muối chứ. Quá hấp dẫn không? Đây mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn nha. Đây mình sẽ quay cận cảnh luôn. Đây ăn cận cảnh mà chấm miếng muối. Ăn mật này á, thì chua chua càng ngon á. Đau hết răng mình luôn. Nhưng mà nó không ngọt hết không được. Chua. Ừ. Nhiều muối lắm rồi. Cái hương dẫn nó màu khác mọi người. Cái nhấp dẫn thì nó màu đen. Còn bên đây thì nó màu vàng. Tùy theo loại mật mà nó chua hay nó ngọt. Xài, đây là xài. Đây là ỏi. Cái chấm ỏi nha. Đẹp quá. Để bán cho tất cả mọi người, nếu mọi người mua cái nhu cầu mua. Nhưng mà năm rồi thì có ăn nghe mình nhai không? Thì đã hết mùa mật rồi, mấy cái nhóc chúng ta thấy. Hôm nay thì nhất định là sẽ mua mật cho mấy cái nhóc. Thì mấy cái nhóc nó đòn đụng luôn. Nhưng mà nó tầm ăn được. Giờ nó tương nha. Mình sẽ ăn. Ngon các bạn ơi. Làm việc các bạn nha. Mình ăn ngán luôn.